sản phẩm này có nâng tông không. Không nâng tông nha mọi người, trên đó là lý do vì sao mà Man sẽ không dùng em này hàng ngày. Buổi tối dùng ấy, Man dùng em này xong, Man dùng mặt ngày thì Man thấy là sáng ra da mình nó kiểu được đủ ẩm ấy, sáng miệng. Và nếu mà mọi người duy trì trong một cái thời gian lâu á thì da mình nó cũng sẽ sáng hơn khá là nhiều ấy. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Happy Skin. Ngày hôm nay là một chiếc clip về một vài sản phẩm mới hay ho của nhà L'Oreal, đặc biệt là cái em kem chống nắng này và cái em nước tẩy trang này. Tính ra là những Happy Skin bắt trend cũng hơi chậm, nhưng mà không phải là mua chậm đâu mọi người, mà là tụi mình cần thêm thời gian để có thể test lâu lâu và review kỹ hơn cho cả nhà. Và đồng thời thì Man cũng sẽ review thêm một vài những sản phẩm cũng hot không kém để so sánh cho mọi người có một cái nhìn tổng quan nhất để có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp cho chính mình. Và đảm bảo xem xong clip này là sẽ chốt đơn được ít nhất một sản phẩm cực kỳ đáng mua luôn đó. Và đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Happy Skin, nhớ là nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ một clip nào mới. Đồng thời follow luôn cả TikTok của Happy Skin nha. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đến với nước tẩy trang ha. Đây, 5 cái em nước tẩy trang nổi đình nổi đám của nhà L'Oreal. 3 em này thì đã ra mắt cũng khá là lâu rồi, còn 2 em này thì vừa mới ra mắt nè mọi người. Và khi mà mọi người nhìn vào 5 cái em này ấy, thì sẽ có 4 em có cái hệ nền tương đối là giống nhau. Đây, 4 em này. 4 em này là dạng kiểu micellar water, dạng nước đơn thuần á. Còn cái em deep cleansing này thì sẽ là dạng hai lớp base face. Một cái lớp mọi người nhìn giống như là lớp nước, một lớp giống như là lớp dầu. Nhưng mà thật ra em này thì không phải là dầu nền hay là kiểu tinh dầu này kia đâu, mà sẽ là những cái gốc silicone bay hơi, cũng như là những cái gốc mà kiểu nó có cái độ nhờn nhất định ấy, để tạo nên một cái cảm giác cũng làm sạch sâu giống như những cái loại dầu nền này kia, nhưng mà sẽ không để lại cảm giác quá nhờn dính và bí bách trên da giống như những cái em dầu như là dầu olive hay là dầu dừa chẳng hạn. Và em này Man thấy là cái lượt mua của mọi người cũng khá khá ấy. Xét với thành phần thì khi mà Man soi vô thì Man thấy nha, ngoại trừ cái em này dĩ nhiên là khác so với những cái em còn lại rồi, còn 4 em này khá là giống nhau á mọi người. Cái nền nó cũng sẽ có nước nè, rồi sẽ có những cái gốc làm sạch dịu nhẹ và glycerin để cấp ẩm cho da, rồi chất bảo quản nè. Nhưng mà mỗi phiên bản á thì sẽ tùy vào các công dụng được claim mà sẽ được add in cho thêm một vài thành phần để tạo nên sự khác biệt một tí xíu. Ví dụ như là cái em refreshing này thì Man thấy là bản thành phần khá là đơn giản, gần như là đơn giản nhất trong tất cả các bản luôn. Và khi mà soi với cái em mới nè, cái em purifying này, Man thấy gần như là giống nhau nha mọi người, rất là giống luôn ấy. Còn đối với lại cái phiên bản màu hồng này được claim là moisturizing, tức là có khả năng dưỡng ẩm, thì nhìn vào thành phần sẽ có thêm chiết xuất từ hoa hồng này, rosa flower extract, rồi có thêm sorbitol là một cái gốc đường để giúp cấp ẩm cho da. Và đúng là khi dùng cũng cảm thấy nó ẩm hơn một xíu thật. Còn cái bạn hyaluronic acid hydrating micellar water này, em này thì sẽ có thêm HA chắc rồi, ở cái gốc là sodium hyaluronate, là một cái dạng HA phân tử lớn để giúp cấp ẩm cho da. Và có lẽ vì vậy cho nên khi dùng á thì cảm giác da mình nó cũng kiểu căng mọng hơn sau mỗi lần sử dụng. Về cái năng làm sạch thì sau khi mà test á thì Man thấy là hai cái em này nè, em này và cái bạn hydrating này đúng là có nhỉnh hơn so với ba em còn lại. Cái bạn deep cleansing này vì là hai lớp cho nên khỏi nói rồi ha mọi người. Mỗi lần mà mọi người kiểu dùng em này á, xong rồi những cái lớp make up hoặc là kem chống nắng dù có là waterproof thì Man thấy được tẩy sạch rất là tốt. Nhưng mà vì là hai lớp cho nên dùng xong mọi người thấy nó có cảm giác hơi trơn trơn mượt mượt, như là có một cái lớp màng nhẹ trên da của mình, nhưng mà cũng không quá khó chịu đâu. Rửa mặt thì cái lớp này nó cũng sẽ trôi hết. Và Man thấy có một vài bạn sử dụng em này chung với lại cái khăn tẩy trang, cái make up eraser thì da rất là ok. Thậm chí là sau thời gian sử dụng thì những cái phần mà dễ bị mụn bít tắc, ví dụ như mụn đầu đen á, ở ngay phần mũi hoặc là phần cằm cũng giảm đi đáng kể. Cho nên là những bạn nào mà da dầu và da dễ bít tắc mọi người có thể cân nhắc sử dụng nha. Mà nhớ là dùng xong thì nhớ rửa lại với sữa rửa mặt, vì em này cảm giác trên da nó không quá nhờn đâu, nhưng mà nó cũng sẽ có một cái lớp gì đó trên da của chúng ta đó. Nhưng mà để nói là em này có tẩy trang được những cái em mascara lâu trôi hay không á thì mà anh thấy là cũng không hoàn toàn nữa nha mọi người. Mặc dù bạn này là by face nhưng mà không phải là một cái em chuyên dụng dành cho mắt và môi, cho nên là eyeliner và son lì lâu trôi thì Man thấy là ra gần như là hoàn toàn. Nhưng mà với những cái em mascara mà Man hay sử dụng, ví dụ như là Prawit hoặc là Luminous á, thì Man thấy là hơi chật vật và cũng không ra quá sạch. Nên là nếu được thì mọi người nên sử dụng tẩy trang chuyên dụng dành cho mắt hoặc là dầu tẩy trang á, thì nó sẽ nhẹ nhàng, êm ái và hiệu quả hơn. Còn bạn này thì chắc là sử dụng cho toàn mặt thôi. Còn đối với lại em này ấy, thì dĩ nhiên cái khả năng làm sạch nó sẽ hơi ít hơn so với các bạn này một tí xíu, nhưng mà cũng rất là ok. Man dùng kể cả cho những cái em kem chống nắng khó trôi, ví dụ như là của nhà Shiseido hoặc là những cái em kem chống nắng của nhà Anessa, thì Man thấy vẫn ra hoàn toàn và cảm giác dùng xong với da của mình rất là dễ chịu và rất là thoải mái. Cho nên thật sự nếu như mà recommend nhất trong nguyên một cái lineup này thì Man nghĩ là mọi người nên cân nhắc cả hai bạn này. Còn tùy vào cái feeling trên da mà mọi người có thể lựa chọn phiên bản phù hợp với mình ha. Còn bạn còn lại Man nghĩ là mọi người có thể cân nhắc sử dụng vào buổi trưa lúc mà kiểu touch
touch up lại kem chống nắng, hoặc là cho những cái kem chống nắng nào mà không quá lâu trôi thì mình thấy cũng hiệu quả. Đặc biệt là những bạn nào mà thích cái cảm giác mà da mình được dưỡng ẩm á, thì có thể cân nhắc em này. Nhưng mà thật ra là khi mà dùng hai em này thì mình thích cái em hydrating này hơn. Cảm giác là kiểu da mình nó căng mọng, mình nó dễ chịu, mà nó lại còn làm sạch tốt ấy. Xét về giá thì những em này sẽ có cái mức độ chênh lệch một tí xíu. Ba cái dòng cũ này thì mình thấy là đó tầm khoảng 200 nghìn cho dung tích là 400ml. Còn hai cái em mới này thì sẽ mắc hơn tầm khoảng 250. Nhưng mà thật sự nha, mình rất là thích cái bạn này luôn á mọi người. Cho nên là dù mắc nhưng mà chắc là mình vẫn sẽ tiếp tục gắn bó. Sau sáng của nhà L'Oreal trong thời gian gần đây có tên là Invisible Fluid UV Serum. Em này là kem chống nắng nha mọi người. Và không biết mọi người giống mình không, nhưng mà khi mà đọc cái tên của bạn này, mình ngay lập tức nghĩ tới kem Invisible Fluid của nhà La Roche-Posay. Và cả hai bạn này đều thuộc tập đoàn L'Oreal. Và khi mà hỏi về chỉ số chống nắng của em này, mình cũng nhận được thông tin là em này có PPD là 46. Không lẽ dụng ý của hãng là em này là dupe của em này chăng? Không biết nữa, chúng ta test thử xem sao ha. Về khả năng chống nắng thì nhà L'Oreal chúng ta không cần phải quá lo lắng đâu mọi người. Đây một cái hệ màng lọc với những màng lọc thế hệ mới vô cùng mạnh mẽ, super powerful, và có cả những cái màng lọc độc quyền của hãng cộng kèm với một cái công nghệ độc quyền có tên là Netlock để giúp tạo một cái lớp màng bảo vệ da vững chắc này, kháng nước, kháng ma sát và còn bảo vệ khỏi những cái tác hại ô nhiễm và bụi bẩn gây ra nữa. Cho nên là mấy anh thấy là về khả năng chống nắng thì chắc chúng ta không cần phải quá lăn tăn đâu. Quan trọng của em này chính là về cái cảm nhận và cái cảm giác trên da chúng ta như thế nào thôi. Đầu tiên, sản phẩm này có nâng tông không? Không nâng tông nha mọi người, trên đó là lý do vì sao mà mấy anh sẽ không dùng em này hàng ngày. Mặc dù là mấy anh khá là thích cái cảm giác dùng trên da của mình, nhưng mà vì bản thân mình là một người thích sản phẩm chống nắng có nâng tông vì lựa makeup hàng ngày, cho nên là em này mình sẽ chỉ dùng khi mà mình kiểu đi du lịch này kia nọ thì ra nắng nhiều thì mình sẽ dùng, còn hàng ngày thì không dùng đâu vì nó không giúp cho da của mình sáng mịn hơn. Nhưng mà đây lại là một điểm cộng với những bạn nam hoặc là những bạn không thích sản phẩm có nâng tông hoặc là dùng dưới lớp makeup thì rất là ổn áp. Thứ hai là về feeling trên da. Em này thì được claim là no residue, no shine và non sticky, tức là không để lại vệt, không bóng và không dính. Thì cái này mà anh thấy thật sự là đúng thật ý mọi người. Kiểu khi mọi người thoa lên nha, nó tiệm vào da của mình siêu siêu nhanh luôn. Một xíu nữa mà anh sẽ test cho mọi người khi mà anh bôi trên mặt mà không sử dụng gương, để cho mọi người thấy được cái khả năng thẩm thấu và tán quá tốt của em này. Còn về việc là em này không có bóng thì đúng là cái da của mình xong rồi nó khá là matte, không bị kiểu bóng nhảy lên đâu, rất là dễ chịu. Còn việc non sticky thì cái này ấy, thì mình nghĩ sẽ tùy da. Nếu như mà nói cái em này có thật sự là invisible hay không, về phần nhìn thì đúng là nó gần như là không thấy nha, tức là không có bị vệt trắng. Nhưng mà về cái phần cảm nhận ấy thì sẽ tùy da. Ví dụ da mình đi thì mình bôi lên mình thấy khá là thoáng nhẹ, nhưng mà với những bạn da dầu hoặc là da hỗn hợp ấy thì maybe có thể mọi người sẽ thấy là da của mình hơi ẩm một chút, nhưng cũng không quá tệ. Còn bạn nào mà muốn da khô ráo hơn thì có thể phủ phấn, nhưng mà nói chung là trong tầm có thể chấp nhận được. Tóm lại, đây là một kem chống nắng đáng dùng nha mọi người. Mình sẽ so sánh một xíu để cho mọi người dễ hình dung hơn. Nếu mà so em này với kem La Roche-Posay Invisible Fluid ấy, thì mình thích bạn này hơn. Thứ nhất là bởi vì em này cái chất nó sẽ đặc hơn, nhưng mà lên da nó không có kiểu bị bóng hay là dày hơn em kia quá nhiều khi mà mình đã tán ra rồi đâu. Nên là mọi người sẽ dễ kiểm soát cái lượng lấy ra, còn bạn kia hơi lỏng cho nên đôi khi sẽ bị lấy hơi nhiều một xíu. Và cái thứ hai á là các bạn này không bị vàng mặt giống cái phiên bản UV Moon 400 của em La Roche-Posay. Và cuối cùng giá lại còn mềm hơn. Và đó là so sánh với cái em La Roche-Posay ha. Còn nếu mà so với những cái em UV serum ra đời trước đó thì mình cảm thấy là cái finish trên da cũng như là cái cảm nhận trên da nó sẽ ít ẩm hơn, cho nên những bạn da hỗn hợp cho tới da dầu cũng có thể cân nhắc được. Và tiếp theo mình sẽ là một bài test là bôi cái em kem chống nắng này gần đủ lượng mà không sử dụng gương, để mọi người có thể cảm nhận và nhìn thấy được cái sự dễ bôi, dễ tán và tiệp vào da. We'll be right back.
để chốt lại chiếc clip này, mình sẽ review một cái dòng cũng hot không kém của nhà L'Oreal, chính là cái dòng Glycolic Bright, bao gồm serum này, rồi kem ngày và kem đêm. Thật ra còn có cả mask và sữa rửa mặt nữa, nhưng mà nhà HBC không ấn tượng lắm với hai em đó, cho nên sẽ review chi tiết và ba sản phẩm này hơn. Đầu tiên là về cái em serum này. Em serum này sẽ là một cái em serum mà có một cái phức hợp dưỡng trắng với nhiều chất khác nhau, bao gồm là có glycolic acid 1% này. Với cái nồng độ này thật ra cũng không phải là quá cao đâu, nhưng mà sẽ giúp cho tất cả mọi loại da đều có thể sử dụng được mà không bị cảm giác quá châm chích. Và nếu như mọi người chưa biết thì glycolic acid sẽ là một cái dạng AHA mà có phân tử nhỏ nhất, dễ dàng thẩm thấu vào da và phát huy hiệu quả một cách tốt nhất để làm mờ thâm cũng như là dưỡng sáng da. Và cái thứ hai sẽ là niacinamide, và theo như hãng claim hình như đó khoảng 2%. Với nồng độ này thì dùng lâu dùng dài cũng có thể giúp da của mình khỏe hơn, sáng hơn. Nhưng mà nếu mà 2% thật sự cũng hơi ít một xíu. Nhưng mà may mắn thay hãng còn có thêm Hyacin Resorcinol nè, cũng là một cái gốc để giúp dưỡng sáng da rất là tốt. Và mang còn thấy là có thêm vitamin C ở cái gốc là EAA. Nhưng mà nồng độ thì thấy hãng không có để quá là chi tiết. Và khi mà sử dụng trên da thì mọi người thấy là cái em này sẽ có một cái chất serum nó hơi đặc như thế này, phán ra trên da khá là dễ vì bạn này có cồn, nhưng mà sẽ hơi ẩm một tí xíu nha. Em này là mang liên tưởng tới cái em Pond's mà nhà Happy Skin đã từng review á mọi người. Cảm giác dùng hai bạn cũng khá là giống nhau. Chất của bạn này thì sẽ lỏng hơn cái em Pond's đó một chút, nhưng mà khi mà lên da thì cái em Pond's kia vì có, mà nhớ không làm là có silicone cho nên cảm giác nó sẽ khá là mướt. Còn em này á thì mọi người bôi vừa đủ thôi, còn không thì nó cũng sẽ hơi ẩm trên da một chút. Nên những bạn da hỗn hợp tới da dầu mọi người nên cân nhắc. Và nói là bạn này có khả năng trị thâm hay không thì mang thấy nó ở cái mức độ gọi là duy trì và vừa phải. Nếu như mà chúng ta kỳ vọng trị một cái vết thâm cực kỳ cứng đầu và làm sáng da chỉ ngay sau 7 ngày thì mang nghĩ là sẽ hơi khó. Nhưng mà nếu mọi người muốn duy trì một làn da sáng mịn và giúp làm mờ những cái vết thâm mới thì cũng có thể hiệu quả kiểu vừa phải, tầm từ 7 cho tới 10 ngày, chứ nó cũng sẽ không quá nhanh đâu. Nhưng mà cũng tương đối là an toàn, lành tính và phù hợp với những bạn học sinh sinh viên. Mức giá cũng khá là ổn áp. Còn hai cái em kem dưỡng của nhà này thì sao? Hai em kem dưỡng nhà này thì cũng kế thừa những cái thành phần giống giống như cái em serum này. Cái bạn kem đêm này thì cũng sẽ có glycolic acid nè, cũng có gốc C nè. Và khi mà dùng với mọi người thấy em này có một cái dạng gel trong suốt hơi hồng hồng và có những cái hạt li ti màu trắng và sẽ tan ngay trên da của mình khi mà chúng ta apply trên da. Mang thấy là cái em này khá là dễ thấm. Và mỗi lần mà kiểu buổi tối dùng ấy, mang dùng em này xong, mang dùng bạn này thì mang thấy là sáng ra da của mình nó kiểu được đủ ẩm ấy, sáng mịn. Và nếu mà mọi người duy trì trong một cái thời gian lâu á thì da mình nó cũng sẽ sáng hơn khá là nhiều ấy. Mọi người chỉ cần duy trì một xíu là ổn. Còn đối với lại cái em kem ngày này ấy, thì cái chất kem của bạn này nó sẽ hơi đặc một chút và sẽ có một cái màu trắng như thế này. Khi mà coi thành phần thì mang không quá ngạc nhiên, bởi vì em này có titanium dioxide ở gần đầu bảng thành phần, cho nên là sẽ có một cái màu trắng như thế này. Đây cũng là một cái thành phần giúp chống nắng và nâng tông da một cách tự nhiên. Trên nền da sáng như Man thì Man thấy là sản phẩm nâng tông không quá nhiều, nhưng mà với những bạn da ngăm ấy thì mọi người cũng sẽ thấy sản phẩm nâng lên tầm khoảng từ nửa tông cho tới một tông ấy. Và bạn này thì được claim là có SPF là 17. Man nghĩ là chắc là mọi người vẫn phải dùng kem chống nắng sau đó nha. Bởi vì khi mà nhìn vào thành phần thì mặc dù có octinoxate này với lại uvinol A plus và titanium dioxide, nhưng mà chúng ta không thể nào sử dụng một cái lượng kem dưỡng đủ như một cái lượng kem chống nắng được. Cho nên là dù có dùng em này thì vẫn nên dùng bạn này ha. Và sản phẩm này thì Man nghĩ là hợp với lại da thường thiên khô hơn, còn da dầu hoặc là dễ bít tắc ấy, mọi người thấy là kem này hơi dày với da của mình chút. Vậy nên tóm lại, nếu mọi người đang là học sinh sinh viên và các bạn muốn làm sáng da một cách nhẹ nhàng, duy trì với một cái budget hợp lý và da bạn không quá dầu, không dễ bít tắc, thì có thể cân nhắc combo này ha. Tóm lại cho những em này thì em nào sẽ là em mà Man sẽ tiếp tục sử dụng và mua lại? Chắc chắn là cái nước tẩy trang hydrating này và em kem chống nắng này. Thật sự luôn mọi người, rất là thích kem nước tẩy trang này luôn ấy, vì cảm giác là tẩy trang sạch nè và dùng xong mấy cái da mình nó cứ mỏng mỏng ấy mà không có cảm giác là bị nhờn dính một xíu nào cả, rồi lại không mùi và giá vô cùng hợp lý. Còn đối với cái em deep cleansing này thì cá nhân Man cũng rất là thích, nhưng mà bởi vì nếu như mà những ngày mà mình make up đậm ấy thì Man đã sử dụng dầu tẩy trang rồi và Man không có vấn đề gì với cái việc là nhũ hóa cả.
nó cũng tẩy sạch được tất cả mọi thứ, kiểu một bước mà trôi mọi thứ ấy. Cho nên là khi mà dùng bạn này thì Man thấy là nó hơi dư trong chu trình hàng ngày của mình. Nhưng mà nếu bạn là một người có make up nè, nhưng mà bạn không sử dụng được dầu tẩy trang hoặc là sáp tẩy trang vì nhũ hóa không sạch, sợ lên mụn, thì có thể cân nhắc sử dụng em này ha. Nhưng mà với mascara siêu lâu trôi thì Man nghĩ là vẫn nên sử dụng cái giá chuyên dụng một xíu. Còn cái em chống nắng này thì quá là tuyệt vời rồi. Đây sẽ là một sản phẩm mà Man sẽ luôn mang theo khi mình đi du lịch. Còn bạn đã được sử dụng qua những sản phẩm này của nhà L'Oreal chưa và thích nhất sản phẩm nào, hãy comment bên dưới cho Man cùng biết với nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong video clip lần sau. Bye bye.